Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở bia nhé. Không cần một dụng cụ gì gần tay không và hai cái bia thôi. Đây các bạn tí tay vào đây này. Đây. Tí tay vào đây. Và cái này làm bệ đỡ này. Và cái mép này bạn ghi chặt vào cái gờ này. Quan trọng tay phải giữ thật chặt nhé. Sau đó các bạn nảy ngược lên. Đấy, à được. Bây giờ mình sẽ làm mẫu nước chai nữa nhé. Thì cái tay này không cần khỏe lắm. Quan trọng là tay này phải giữ thật chặt đấy. Bạn phải bóp hai cái này thành một thể thống nhất này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn mở bia nhé các bạn. Dụng cụ như này nhá. Hai. Đầu tiên là phải có bia. Tiếp tục mở luôn chai nữa. Anh ơi được rồi, đã cái gì bật như này, chú ý vào cái gờ này các bạn bóp mạnh và gẩy mạnh lên như này là được. Nhưng thôi, cái chai này thì tí nữa mình sẽ mở sau. Mình hướng dẫn mẫu hai chai đấy. Các bạn có gì hãy like, subscribe video và comment ở dưới nhé.